Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hãy chúng con tôn vinh Chúa, chúng con tôn cao danh Ngài. Lạy Chúa, chúng con ao ước cuộc đời của chúng con sẽ là một bài hát để ca ngợi Chúa, một bài hale như Chúa Ngài đã định, vì chúng con đã được Chúa chọn cho danh của Ngài, để chúng con có thể sống và qua cuộc đời của chúng con, Chúa giàu. Danh Chúa được ca sáng, sự hiện diện của Ngài đầy khắp, để chúng con được đặc ân Chúa đi khắp mọi nơi. Chúng con cảm ơn Ngài. Tạng Chúa và dâng lên Chúa những tiếng hát ngợi khen và lòng biết ơn trong thời gian này. Xin Chúa vui nhận và ban phước trên chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, anh chị em dâu thật là phước hạnh để được ở trong sự hiện diện của Chúa. Chúng ta ca ngợi Chúa, chúng ta chúc tụng danh của Ngài. Để Chúa luôn đáp ứng lại bằng sự hiện diện của Ngài như Chúa Ngài đã hứa với chúng ta. Và chúng ta tiếp tục trong thời giờ này theo như điều mà chúng ta đã quyết tâm, đó là khi chúng ta có nhu cầu, chúng ta cầu nguyện, Chúa can thiệp vào, Chúa đáp lời cầu nguyện. Chúng ta sẽ là những người đầu tiên trở lại nhà Chúa để chúng ta dâng lời cảm tạ. Vì chúng ta biết hoàn cảnh của chúng ta trước khi có sự thăm viếng ban phước của Chúa. Và chúng ta biết rằng sự hiện diện của Chúa đã làm nên sự khác biệt lớn lao. Phép lạ xảy ra, lời cầu nguyện chúng ta được Chúa Ngài đáp ứng, Ngài trả lời. Và ơn của Ngài cứ được thể hiện trong cuộc đời của chúng ta. Nên trong thời gian này là tại dòng bình luận, anh chị em có thể cùng với chúng tôi, chúng ta lớn tiếng cảm tạ Chúa bằng cách chúng ta nói lên điều Chúa làm. Và điều đó sẽ là của lệ trước mặt Chúa và cũng là sự khích lệ của chúng ta cho nhau, để chúng ta thấy được rằng Chúa rất thật, Ngài nghe lời cầu nguyện của chúng ta và Chúa Ngài làm việc một cách hết sức là đặc biệt. Trong ngày qua chúng ta thấy có những chứng bệnh được Chúa Ngài chữa lành một cách hết sức là kỳ diệu. Cảm ơn Chúa, chúng ta thấy được sự chữa lành của Chúa cho những người cần được sự chữa lành siêu nhiên từ nơi Chúa. Khi mà bác sĩ đã định, đó là phải có những ca giải phẫu lớn. Nhưng một chị em của chúng ta có ba cái van tim, ba lá bị hư, bị hở. Và định là trong chuyến đến Hoa Kỳ lần này thì sẽ trải qua cuộc giải phẫu. Nhưng cảm ơn Chúa khi đến nhóm lại và chúng ta có dịp để cầu nguyện cho chị, Chúa đã chữa lành. Và trong tuần đó khi trở lại gặp bác sĩ thì bác sĩ cho biết rằng tất cả đều ổn, tất cả đều đã được hoàn chỉnh. Thật là phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Chúng ta ngợi khen Ngài và tiếp tục anh chị em dâng lên Chúa những lời cảm tạ về những việc Chúa làm, để chúng ta được Chúa Ngài ban phước trên chúng ta càng hơn, để chúng ta là những người biết ơn. Chúa Ngài sẽ mở cửa và ban phước trên chúng ta một cách đầy dẫy như lời của Chúa đã hứa với chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì tối hôm nay một lần nữa chúng ta được cơ hội để theo đuổi một điều mà tôi tin rằng Chúa rất muốn bày tỏ cho chúng ta. Và khi chúng ta khao khát đủ, Chúa hứa rằng chúng ta sẽ kinh nghiệm được. Tôi muốn nói đến sự hiện diện của Chúa. Và trong những ngày qua chúng ta đã học thế nào chúng ta có thể dành chỗ cho sự hiện diện của Chúa. Bắt đầu với Obed-Edom, chúng ta thấy một con người đã được chỉ định. Vì rương giao ước được vua David ước mơ sẽ mang về thành Jerusalem. Nhưng phương cách của ông đã làm sai. Ông không làm theo như luật của Chúa Ngài đã định. Có ước mơ tốt, nhưng ông đã học theo cách của người Philistine. Đáng lý rương giao ước phải được ở trên vai của các thầy tế lễ, nhưng ông đã để trên một chiếc xe bò kéo. Và cuối cùng thì chúng ta thấy rằng khi bò hụt chân và rương giao ước có thể bị đổ xuống, thì Usa đã rờ vào trong rương giao ước và ông đã ngã chết. Điều đó làm cho David sợ. Ông không dám tiếp tục cái công việc nữa. Và rương giao ước đã được để ở trong nhà của Obed-Edom. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta chỉ trong 3 tháng.
Đức Chúa Trời Ngài ban phước ở trên Obed-Edom đến độ ông và mọi vật thuộc về ông được Chúa Ngài ban phước một cách lạ lùng. Những điều mà chúng ta đã được nhắc nhở trong bài đầu tiên, Obed-Edom không dừng lại chỗ đó. Ông có nói rằng, ô thật Chúa Ngài đã ban phước và ông vui với cái phước hạnh đó. David nghe tin Chúa Ngài đã ban phước trên gia đình của Obed-Edom thì ông lại trở lại với ước mơ của mình là rước cho bằng được rương giao ước của Chúa trở lại. Và cảm ơn Chúa lần này, ông đã làm đúng theo như sự chỉ dẫn của Chúa. Đó là các thầy tế lễ đã khuyên rương giao ước ở trên vai của mình. Họ xỏ một cái đòn tay và bốn thầy tế lễ khiêng rương giao ước trên vai của mình. Và mỗi bước đi như vậy thì ông dâng của lễ lên cho Chúa một tiếp rước rất là sống động. David thì nhảy múa trước rương giao ước của Chúa, đi vào trong thành. Ông Obed-Edom không dừng lại ở chỗ hưởng phước của Chúa, nhưng ông đeo đuổi đi theo rương giao ước. Chúa Ngài ban phước để bởi phước hạnh của sự hiện diện của Chúa ở trong nhà của ông, mà ông, tám người con của ông, rồi những người cháu của ông được Chúa Ngài ban phước một cách lạ lùng. Họ trở nên những người hùng mạnh, họ trở nên những người có những vị trí rất là quan trọng ở trong nước của dân sự của Chúa lúc bấy giờ. Và Chúa Ngài đã ban phước để Obed-Edom lại bắt thăm trúng và ông lại được ở trong cái vị trí là giữ cửa cho đền, cho rương giao ước của Chúa. Và cảm ơn Chúa, gương của ông đã đặt lại ở trong lòng của chúng ta một cái câu hỏi là chúng ta có biết dành chỗ cho sự hiện diện của Chúa hay không? Và ngợi khen Chúa, chúng ta đã đi đến quyết tâm chúng ta dành chỗ cho sự hiện diện của Chúa. Và tuần rồi chúng ta học về một con người khác nữa của sự hiện diện. Ông gặp Chúa, ông 40 ngày, 40 đêm ở trên núi hai lần. Gặp Chúa, được Chúa Ngài phán dạy, dẫn dắt, ban luật pháp để ông nghe và truyền lại cho dân sự của Chúa. Ông chứng kiến thấy ngón tay của Đức Chúa Trời viết ở trên hai mảng đá, 10 điều răn. Và ông đã kinh nghiệm Chúa một cách rất là đặc biệt. Để mà khi ông không được Chúa Ngài hứa rằng sẽ đi cùng, ông nói rằng nếu Chúa không đi cùng, ông sẽ không dám dẫn dân sự của Chúa đi lên. Mặc dù Chúa hứa là Chúa Ngài sẽ sai thiên sứ của Ngài đi cùng, Ngài sẽ đánh đuổi những cái dân ở trong xứ Canaan ra khỏi trước bước tiến của dân sự của Chúa. Chúa hứa rằng Ngài sẽ làm cho Môi-se được nổi danh. Chúa hứa Ngài sai thiên sứ của Ngài đi cùng. Nhưng Môi-se nói không, nếu không chính Chúa đi cùng ông, nếu sự hiện diện của Chúa không đi cùng, ông không dám dẫn dân sự của Chúa tiến lên. Để ông nhận biết và được thuyết phục một cách hết sức và mạnh mẽ. Có Chúa đi cùng, có sự hiện diện của Ngài, thì lúc bấy giờ dân của các nước quan sát đó, họ biết rằng đây là tuyển dân của Chúa, vì sự hiện diện của Chúa đánh dấu cuộc đời của họ, họ là người của Chúa. Cảm ơn Chúa, Môi-se đã để lại chúng ta một cái gương hết sức là đặc biệt. Và cũng cho chúng ta thấy được rằng chúng ta không thể nào biết hết tất cả về Chúa. Sự hiện diện của Ngài có thể được gia tăng đến vô cùng. Trong nhiều chiều kích, chúng ta có thể kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì gương của Môi-se. Hôm nay chúng ta học một con người khác nữa của sự hiện diện của Chúa. Ông bày tỏ ra sự ao ước của ông. Rất là tuyệt vời mà chúng ta có thể thấy được ở trong Thi Thiên 84. Từ câu 1 cho đến câu số 4 chúng ta nghe lại một lần nữa. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú của Ngài dễ thương thai. Linh hồn tôi mong ước đến đổi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va. Lòng và thịt của tôi kêu la về Đức Chúa Trời hàng sống. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân là vua tôi, là Đức Chúa Trời tôi. Con chim sẻ đã tìm được một nơi ở và chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó. Tức là bàn thờ của Chúa. Phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Selah. Cảm ơn Chúa, David đã quyết định sống trong sự hiện diện của Chúa. Và xin Chúa Ngài cho để chúng ta cũng sẽ là những người có quyết định đó. Bây giờ chúng ta xem điều mà David ao ước đã thực hiện được. Và trong sự hiện diện của Chúa mà Ngài bày tỏ trên đất này, chúng ta thấy có đền tạm mà Chúa đã dạy Môi-se để xây dựng. Và trong nơi chí thánh, như bài hát chúng ta khi nãy hát, phía sau bức màn
là nơi mà rương giáo ước của Chúa ở tại đó. Chúa luôn bày tỏ sự hiện diện của Ngài trên nóc thi ân trên ngôi ân điện. Ở tại đó Chúa bày tỏ sự hiện diện hiển lộ của Ngài. Rồi chúng ta biết sau này, Solomon con trai của vua David đã xây cho Chúa một đền thờ, là nơi không còn là đền tạm nữa, mà là đền thờ cố định. Và Chúa cũng đã bày tỏ sự hiện diện của Ngài khi những gì đã được xây dựng trong một cái lều bây giờ được ở trong một tòa nhà cố định. Cách trí của đền thờ cũng giống như vậy, và rương giáo ước của Chúa cũng đặt ở trong nơi chí thánh phía sau bức màn. Cảm ơn Chúa, có một nơi Chúa bày tỏ sự hiện diện của Ngài rất đặc biệt, do cái lòng khao khát của vua David. Ông đã khám phá ra được một cái phương cách để có thể được ở trong sự hiện diện của Chúa mà không qua những của lễ của các con sinh tế, nhưng mà của lễ của sự ngợi khen thờ phượng Chúa. Và vì vậy, ông đã có cái vinh dự để cái nơi ông thờ phượng Chúa được Kinh Thánh gọi là nhà tạm hay là đền tạm của David. Đó là một phần của chương trình khôi phục của Chúa mà chúng ta có thể thấy được tiên tri Amos đã tiên tri. Ở trong Amos chương 9 từ câu 11 cho đến câu số 13. Trong ngày đó, ta xây dựng lại nhà tạm của David, là nhà đã đổ, và tu bổ lại những chỗ rách nát của nó. Ta xây dựng lại những nơi đổ nát và xây nó lại như ngày xưa, đến nỗi chúng nó sẽ thâu được những dân sót lại của Ê-đôm, vãi thải các nước được xưng bởi danh ta. Đức Giê-hô-va là đấng làm trọn mọi điều ấy như vậy. Đức Giê-hô-va phán, này những ngày đến, kẻ cày sẽ theo kịp kẻ gặt, kẻ đập nho theo kịp kẻ gieo giống, các núi sẽ nhỏ rù ngọt ra, và mỗi đồi sẽ tăng trải. Tiên tri Amos ở đây tiên tri rằng, sẽ đến một lúc, đền tạm của David sẽ được khôi phục lại. Vì chúng ta biết rằng, khi David qua đời, sự thờ phượng tại đền tạm của David được kéo dài thêm một thời gian. Mà sau đó thì chúng ta thấy rằng, nó đã bị đổ nát. Và Chúa nghe có lời tiên tri rằng trong ngày đó, cái ngày mà Chúa ngày lại trở lại thăm viếng ở trên dân sự của Chúa đó, thì nhà tạm của David sẽ được xây dựng lại, là nhà đã từng bị đổ nát, được tu bổ lại những chỗ rách nát, được Chúa ngày làm cho nó được lành lặn trở lại trong ơn của Chúa, để nó không còn đổ nát nữa, nhưng mà Chúa xây dựng lại những nơi đổ nát và xây nó lại như ngày xưa. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta để ý đến ngày đó, được sứ đồ Gia-cơ và các trưởng lão trong hội thánh đầu tiên đã giải thích cái lời tiên tri này của Amos liên quan đến cái sự phục hồi của nhà tạm của David như sau. Công vụ chương 15 từ câu 13 cho đến câu số 18. Nói xong, Gia-cơ cất tiếng lên rằng, hỡi anh em, hãy nghe tôi. Simon có thuật thế nào lần thứ nhất Đức Chúa Trời đã đối thương người ngoại, đằng từ đó lấy ra một dân để dâng cho danh Ngài? Điều đó phù hợp với các lời, với lời của các đấng tiên tri, vì có chép rằng, rồi đó ta sẽ trở lại, dựng lại đền tạm của vua David bị đổ nát. Ta sẽ sửa lại sự hư nát đền đó lại mà gây dựng lên, hỏi cho những người sót lại và mọi dân cầu khẩn danh ta đều tìm Chúa. Chúa là đấng làm nên những việc này có phán như vậy. Từ trước vô cùng, Ngài đã thông biết những việc đó. Và xem đây là sự ứng nghiệm của lời tiên tri mà chúng ta thấy ở đây. Khi đền tạm của David chuẩn bị để được xây dựng trở lại, việc Chúa Ngài làm đó là Ngài đến và Ngài thâu những dân còn sót lại, và hết thảy các nước được xưng bởi danh của Ngài. Và Chúa là đấng làm trọn mười điều ấy. Ngài sẽ làm việc để rồi có một cái sự trở lại của dân của các nước tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa. Và lúc bây giờ có một sự chuyển đổi rất lớn được xảy ra. Và chúng ta thấy trong ngày lễ ngũ tuần đã đánh dấu điều này. Đó là đền tạm của David. Đền tạm, đền thờ, bây giờ không còn là vật chất nữa, nhưng mà là thân thể của con dân Chúa, trở nên nơi trú ngụ. Và không phải chỉ người Do Thái mà thôi, nhưng mà dân của các nước. Cảm ơn Chúa, ngày lễ ngũ tuần đã làm cho ứng nghiệm
Chúa Ngài đã dựng lại đền tạm của vua David. Ngay cái giây phút Đức Thánh Linh Ngài giáng lâm, các sứ đồ đã lấy các thứ ngôn ngữ mà họ chưa từng học, ca ngợi về sự vinh hiển của Chúa, nói về những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Đây là một của lễ của sự ngợi khen, của sự thờ phượng. Và cảm ơn Chúa trong ngày đó đều đã được ứng nghiệm. Chúa Ngài cứu nhiều người vào hội thánh và có 3.000 người tiếp nhận Chúa và chịu báp têm. Sau đó chúng ta thấy tiếp tục được diễn ra. Hội thánh của Chúa phát triển, những người dân ngoại được cứu và sứ đồ cũng như các trưởng lão đã lên tiếng điều này, rằng Chúa Ngài đã đối thương người ngoại, đặng từ đó lấy ra một dân để dâng cho danh của Ngài. Điều đó phù hợp với lời của đấng tiên tri, vì có chép rằng rồi đó ta sẽ trở lại dựng lại đền tạm của David bị đổ nát. Ta sẽ sửa lại sự hư nát của đền đó lại mà gây dựng lên. Cảm ơn Chúa. Sự thờ phượng của Chúa bây giờ được thể hiện ra trên thân thể và qua đời sống của những người con dân Chúa. Mình cho em đến thế kỷ thứ tư thì điều này lại bị mai một. Khi lệnh của hoàng đế Constantine ra lệnh tất cả mọi người trong đế quốc La Mã phải vào một cái đạo chung gọi là Công giáo La Mã, thì lúc bây giờ những người vào trong giáo hội nhưng chưa trải nghiệm sự cứu rỗi, họ không thể thờ phượng được và thân thể của họ không là đền thờ nơi Chúa Ngự, bởi vì họ gia nhập vào ở trong giáo hội qua lệnh của hoàng đế. Thì chúng ta thấy rằng phải có một sự khôi phục lại. Và cảm ơn Chúa khi lời tiên tri này được ứng nghiệm ở trong thời đại của chúng ta. Thế nào Chúa Ngài dựng lại đền tạm của David? Và sự khôi phục của đền tạm của David được ứng nghiệm ở trong hội thánh của Chúa. Thì sự thờ phượng được thực hiện ở trong đền tạm của David cũng là gương mẫu của sự thờ phượng trong hội thánh thật của Chúa Giêsu Christ. Đền tạm của David mô tả một cách rõ ràng, chi tiết về sự thờ phượng được ghi lại ở trong Kinh Thánh. Sự thờ phượng tại đền tạm của David được dựa trên sự thờ phượng tại thiên đàng. Cách thờ phượng khác hẳn với sự thờ phượng trong liều tạm. Đó là sự ngợi khen, là một trong những mục chính của sự thờ phượng. Sứ đồ Giăng khi được Chúa Ngài hé mở cho ông để bày tỏ ra những buổi thờ phượng, khung cảnh của sự thờ phượng ở tại thiên đàng, ông đã viết lại cho hội thánh của Chúa trong sách Khải Huyền. Thì chúng ta thấy rằng đó là mô hình của sự thờ phượng mà chúng ta ngày hôm nay cũng đáng phải có. Đền tạm của David mô tả một cách rõ ràng chi tiết về sự thờ phượng mà chúng ta cần được nhắc nhở ở trong ngày hôm nay. Sự thờ phượng tại đền tạm của David chúng ta thấy được mô tả một cách chi tiết ở trong Kinh Thánh, đa phần là qua các thi thiên được viết ở trong giai đoạn đó. Ngay cả khi vua David qua đời thì sự thờ phượng theo mẫu mực của David được tiếp tục diễn ra trong các cuộc phục hưng được ghi lại ở trong Cựu Ước. Và cảm ơn Chúa, cuối thế kỷ 20, chúng ta ban phước để có một sự phục hồi của sự ngợi khen và thờ phượng. Chúa sử dụng một sư Chuck Hayford là người đã sáng tác bài hát ca ngợi Ngài hay là Majesty. Có lần chúng tôi nghe ông kể lại cái bối cảnh của giây phút mà Chúa Ngài ban cho bài hát này. Ông đang làm việc ở trong văn phòng của ông. Và khi ông bước ra khỏi văn phòng của ông đi ngang phòng thờ phượng. Thì thần linh Chúa Ngài mở ra cho ông như là một cái màn hình ở trên vách tường của nhà thờ. Và ông thấy khung cảnh của sự ngợi khen thờ phượng được diễn ra. Ông thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang của Ngài. Hội thánh thờ phượng Chúa. Ông nói rằng ông vừa đi vừa ghi chép xuống cái khung cảnh đó và Chúa cho cùng một lúc ông sáng tác bài Majesty vòng chỉ có mấy phút. Bài hát đó đem lại sự phục hồi của sự thờ phượng. Con dân của Chúa mỗi người là những con người thờ phượng. Chúa là khán giả duy nhất. Ban hát vẫn là những người nhắc tuồng. Và hội chúng là những con người thờ phượng. Cảm ơn Chúa. Trong thời của thế kỷ thứ tư trở đi cho đến khi
hội thánh của Chúa được Chúa Ngài phục hồi, sự ngợi khen thờ phượng. Thì sự ngợi khen nằm ở trong ca đoàn, những người hát chuyên môn. Còn dân chúng, con dân của Chúa đến nhà của Chúa để thờ phượng, thì họ không còn giữ phần vào trong sự thờ phượng, mà họ chỉ đi xem lễ mà thôi. Nhưng cảm ơn Chúa sự phục hồi đã trở lại. Chúng ta cảm ơn Chúa chúng ta được kinh nghiệm được cái sự phục hồi của sự ngợi khen thờ phượng. Và trong những thập niên cuối của thế kỷ 20 chúng ta thấy có một thể loại của sự thờ phượng. Và chúng ta không thỏa lòng với việc chúng ta hát những cái bài hát nhưng mà dường như Chúa không có mặt ở trong phòng. Những bài thánh ca có tính cách để dạy những cái tính lý. Những bài thánh ca có tính cách khích lệ. Chúng ta ra đi để truyền giáo. Nó có cái vị trí của nó. Nhưng mà những bài thánh ca thật sự để thờ phượng Chúa và Chúa là đối tượng của những bài hát đó, thì trước đó chúng ta thấy rằng rất là hiếm. Cả một quyển thánh ca chúng ta có thể tìm được 5-7 bài vào trong cái thể loại của sự thờ phượng. Nhưng cảm ơn Chúa khi Chúa Ngài phục hồi lại, và chúng tôi tin rằng đền tạm của David được phục hồi ở trong thời đại của chúng ta. Và sự ngợi khen thờ phượng bây giờ được trở lại. Chúa là đối tượng. Chúa là khán giả duy nhất của chúng ta. Chúng ta không còn hát để hội thánh thưởng thức. Chúng ta không hát để hội thánh nghe. Và trải qua một thời gian dài, hội thánh là những người khán giả khó tính. Họ như là những cái vị trí chủ quyền ở trong cái buổi thờ phượng. Hội thánh phải hát những bài mà họ thích. Và những hội thánh ao ước muốn có được một cái buổi thờ phượng tốt, thì cầu nguyện xin Chúa Ngài ban phước để ban hát họ sẽ hát một cách tốt đẹp, không bể, hát đúng nhịp, hát tốt. Mà còn hội chúng thì chúng ta không để ý đến thật sự địa vị chính. Hội chúng là những con người thật. Cảm ơn Chúa, thấy cờ đã được lật. Con dân của Chúa bắt đầu biết vị trí của mình. Chúa là đối tượng, và khi chúng ta bước vào trong sự thờ phượng, thì chúng ta hát những bài được Thánh Linh của Chúa hướng dẫn để sáng tác. Chúng ta xem sự thờ phượng mà David nói đến qua các thi thiên, và chúng ta quan sát sự thờ phượng diễn ra ở tại thiên đàng mà sứ đồ Giăng đã ghi lại chúng ta trong sách Khải Huyền. Anh xem yêu dấu, cảm ơn Chúa vì chúng ta được ở trong những ngày mà dòng chảy này diễn ra. Chúng ta nếm biết được, và chúng ta mỗi ngày thánh nhật chúng ta về nhà Chúa để chúng ta thờ phượng Ngài. Chúng ta mang những của lễ của sự ngợi khen của chúng ta dâng lên cho Chúa. Chúng ta hát là để cho Chúa nghe. Chúa là đối tượng của những bài hát này và cả buổi thờ phượng. Không có gì là cho con người, vì tất cả là cho Chúa chứ không phải cho cá nhân chúng ta hay là những người về thờ phượng. Nên chúng ta tạ ơn Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ từng bước một cùng học cách thờ phượng nơi người mà Chúa Ngài vừa lòng. Thứ nhất, chúng ta thấy David yêu mến nơi Chúa ngự. Nó bắt đầu từ chỗ đó. Thi Thiên 84 câu 1: Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú của Ngài dễ thương thai. David lòng mong ước được ở trong sự hiện diện của Chúa. Ông nói về cái nét dễ thương của nơi Chúa ngự. Không phải là cái chỗ đáng sợ. Không phải là cái chỗ mà chúng ta đi đến để trả lễ, để chúng ta làm cho nó đủ lễ. Nhưng mà cái nơi mà tấm lòng của chúng ta phải như David ở đây yêu mến, vì tại nơi đó có cái sự cư trú của Chúa. Nơi của sự hiện diện của Chúa bày tỏ, nơi mà hội thánh đã chọn để chúng ta biệt riêng cái vùng đất đó, cái bầu không khí đó, cái buổi nhóm đó dành riêng cho sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúa Ngài sẽ ban phước. Chúa sẽ chọn bày tỏ sự hiện diện của Ngài nơi chí thánh, tại nắp tri ân của rừng giao ước. Ngài chọn để bày tỏ sự hiện diện của Ngài tại đền thờ của Solomon xây, tức là công trình kiến trúc đắt giá nhất trong tất cả những công trình kiến trúc được xây dựng. Nhưng mà Chúa muốn bày tỏ xa hơn. Ngài muốn những đền thờ di động. Những đền thờ là chính thân thể của những người con Chúa. Thánh Linh của Chúa ngự, chúng ta trở nên đền thờ nơi Chúa ngự.
Khi Chúa Ngài bày tỏ sự vinh quang hiện diện của Ngài cách hiển lộ ở tại đền thờ, thì cái thánh ghi lại cho chúng ta 120 thầy tế lễ không thể đứng nổi để mà hầu việc. Họ ngã ra trong sự hiện diện của Chúa. Ngày nay thân thể của chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời, nơi thánh linh của Chúa ngự. Đền thờ sẽ như thế nào nếu không có sự hiện diện của Chúa? Lạnh, quang vu. Như chúng ta thấy ở nhiều nơi, nhất là tại Âu Châu, có những nơi đã từng là nơi thờ phượng Chúa, rồi sự hiện diện của Chúa không còn bày tỏ ra một cách hiển lộ nữa. Những thánh đường đó đã trở nên những bảo tàng Việt. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta sẽ là một đền thờ sống động đầy sự hiện diện của Chúa, mà chúng ta dâng thân thể của mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó chính là sự thờ phượng phải lẽ của chúng ta dâng lên cho Chúa. David mong mỏi về sự hiện diện của Chúa, và ông đeo đuổi ước mơ có được một chỗ trong sự hiện diện của Ngài. Thứ hai, chúng ta để ý đến mức độ mong ước của David. Ở trong câu số 2 nói, linh hồn tôi mong ước đến nỗi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va. Mong mỏi đến độ hao mòn. Linh hồn của David khao khát sự hiện diện của Chúa. Nếu chúng ta nghiên cứu, chúng ta nhớ linh hồn gồm có lý trí, ý chí và tình cảm. Chúng ta xem điều ông đã bày tỏ ra. Ông làm trọn mạng lệnh của Chúa. Phúc truyền chương 4 câu 29. Ở đó, ngươi sẽ tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Và khi nào hết lòng, hết ý tìm cầu Ngài thì mới gặp. Hết lòng, hết ý tìm cầu thì mới gặp được. Hay nói rằng, chúng ta tìm kiếm Chúa như David nói tại đây, linh hồn tôi mong ước đến nỗi hao mòn về hành lang của Chúa. Bằng hết cả linh hồn của mình, David thờ phượng Chúa bằng hết cả linh hồn của mình, đầy cảm xúc trong sự ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa. Đây là của lễ mà Chúa nghe rất là đẹp lòng. Thi Thiên 149 câu 3, nguyện chúng nó nhảy múa mà ngợi khen danh Ngài, dùng trống cơm và đờn cầm mà hát ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa. Một không khí vui nhộn, một không khí đầy màu sắc âm thanh trong sự ngợi khen thờ phượng Chúa. Cảm ơn Chúa. Điều đó đã được khôi phục lại trên hội thánh của Chúa. Nếu nơi nào kinh nghiệm được sự tươi mới, sự thấm viếng của Chúa một cách tươi mới, chúng ta thấy tại đó sự ngợi khen thờ phượng khác hẳn. Không phải là khi sinh hoạt của ca đoàn đi lên đi xuống tòa giảng để hát, nhưng mà tất cả con cái của Chúa đều hết lòng ngợi khen Chúa ở trong ơn của Ngài. Nhảy múa mà ngợi khen, dùng trống cơm và đờn cầm mà hát ngợi khen Ngài. Vậy chúng ta thấy David đã nhảy múa hết sức khi rước rương giao ước về Jerusalem. Đến độ vợ của ông là Mikan nói rằng hôm nay vua mà hành động cư xử giống như một người tầm thường. Nhưng ông nói rằng bà chưa thấy gì đâu. Tôi còn làm lớn hơn nữa vì ông muốn hết lòng, hết ý của mình để ngợi khen thờ phượng Chúa. Và tôi tin rằng có những lúc David có những sần ngã trong lòng. Ông đối diện với những thách thức ở trong đời sống. Hay là quên các ân huệ của Chúa. Thì Thi Thiên 103 câu 2 nói rằng hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Có những lúc linh hồn chúng ta cần được nhắc nhở. Lý trí của chúng ta cần được nhắc nhở. Phải ngợi khen Chúa. Dù hoàn cảnh chúng ta trải qua nó có thể là không dễ để chúng ta có thể ca ngợi Chúa được. Ở chỗ đó của lễ của sự ngợi khen là như vậy. Chúng ta dâng cho Chúa một cách hy sinh. Vì Chúa đáng nhận sự ngợi khen thờ phượng của chúng ta. Chứ không phải chỉ vì những gì Chúa Ngài làm cho chúng ta mà thôi. Chúa chính mình Ngài đáng nhận sự ngợi khen thờ phượng của mỗi một chúng ta. Thi Thiên 150 câu 3 đến câu 5, hãy thổi kèn ngợi khen Ngài, gãy đờn sắt đờn cầm mà ca tụng Ngài. Hãy đánh trống cơm và nhảy múa mà hát ngợi khen Ngài. Hãy gãy nhạc khí bằng dây, thổi sáo mà ca tụng Ngài. Hãy dùng chập chỏa dội tiếng mà la kêu rền mà ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa. Và sự phục hồi này, mỗi một chúng ta cần lặp lại trong đời sống của chúng ta
và học lại với nhau. Mỗi lần hội thánh của Chúa chúng ta nhóm nhau lại thì sự ngợi khen thờ phượng xin Chúa cho đi đến cái mức độ mà lời của Chúa đã mô tả cho chúng ta. Xin Chúa cho đến qua bài học này không còn ai trong chúng ta thỏa lòng với việc chúng ta nhường cho bàn hát hát thay thế cho chúng ta. Không, không, không. Đặc ân mà Chúa cho chúng ta về nhà Chúa là để ngợi khen thờ phượng Ngài. Giữ phần vào, nhảy múa, đánh trống cơm, đừng cầm, đừng sắt mà chúng ta ngợi khen Chúa. Thi Thiên 47 câu 1, hỡi các dân, hãy vỗ tay, hãy lấy tiếng thắng trận mà reo mừng cho Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Không yên tĩnh, không tĩnh kiền giống như là chúng ta đã được dạy từ nhỏ, nhưng mà tràn đầy sức sống tại đây. Hỡi các dân, hãy vỗ tay. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta không còn khó chịu khi các anh chị em của chúng ta vỗ tay trong buổi thờ phượng. Hãy ở tại đây cho chúng ta thấy một mệnh lệnh, hãy vỗ tay, hãy lấy tiếng thắng trận mà reo mừng cho Đức Chúa Trời. Tại sao? Vì Chúa của chúng ta luôn luôn là thắng. Chúng ta đi thờ phượng Ngài, chúng ta không thờ phượng một đấng thất bại, một đấng mà chúng ta thấy rằng không muốn làm phiền bởi những tiếng ồn ào của chúng ta, như là một ông già lớn rồi, không muốn những tiếng ồn ào nữa, muốn mọi chuyện được tĩnh mịch. Không, Chúa của chúng ta, Ngài đáng nhận nơi chúng ta tất cả những gì mà lý trí, ý chí và tình cảm của chúng ta có thể dâng lên cho Chúa, hay là cảm xúc của chúng ta. Buổi thờ phượng phải đầy cảm xúc. Vỗ tay, lấy tiếng thắng trận mà reo mừng cho Chúa. Thi Thiên 103 câu 2, hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Trong lúc chúng ta hát, trong lúc chúng ta nhảy múa, trong lúc chúng ta chơi những nhạc cụ để chúng ta ngợi khen Chúa, lòng của chúng ta luôn luôn nhớ đến các ân huệ của Chúa. Ngài đã tha thứ tất cả tội ác của chúng ta. Điều này là một cớ rất lớn để chúng ta ngợi khen thờ phượng Chúa hết lòng. Anh chị em, trước khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa đời sống và tội lỗi chúng ta được Chúa Ngài gánh thay và ban cho chúng ta sự công bình của Ngài, chúng ta đã được định để chết đời đời trong quả ngục. Bởi vì tội lỗi chúng ta đã phạm, việc chúng ta đã làm. Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa Ngài tha thứ chúng ta rồi ban cho chúng ta những điều tốt nhất. Có một sự trao đổi thiên thượng hết sức là đặc biệt tới đây. Ngài làm cho đấng vốn chẳng biết hay biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho bởi đó mà chúng ta có thể được trở nên sự công bình trước mặt Đức Chúa Trời, hay là được xưng công bình ở trước mặt Ngài. Chừng đó thôi cũng đủ để tất cả chúng ta mỗi lần về nhà Chúa, chúng ta không để cái đặc ân này cho bất cứ một ai khác, mà chính chúng ta phải nhớ đến các ân huệ của Chúa, ngợi khen thờ phượng Ngài. David là một con người kinh nghiệm. Ông dùng tất cả các giác quan tình cảm để đeo đuổi Chúa. Ông muốn nói lên với Chúa rằng chỉ có sự hiện diện của Chúa là lẽ sống của ông. Không có một lý do nào khác. Linh hồn ông mòn mỏi về sự hiện diện của Chúa. Một sự khao khát được mô tả tới đây mà xin Chúa giúp đỡ để mỗi một chúng ta sẽ đến được cái trạng thái đó. Linh hồn của chúng ta, lý trí, ý chí và tình cảm của chúng ta khao khát, mong đợi để chúng ta có thể bước vào trong sự hiện diện của Chúa, trong sự thờ phượng cá nhân, và lòng của chúng ta vui mừng khi cùng với các anh chị em chúng ta góp tiếng hát tấm lòng của mình để chúng ta dâng lên cho Chúa chúng ta trong buổi thờ phượng. Ngài là đứng ngồi trên ngôi, ngồi giữa tiếng hát ngợi khen của tuyển dân của Ngài, của Israel. Vì lý do mà anh chị em nghe chúng tôi thường cầu nguyện là Chúa xin đến ngự giữa tiếng hát ngợi khen, là chiếc ngôi của sự ngợi khen mà chúng con sắp sửa xây dựng. Xin Chúa ngự giữa những tiếng hát này. Đó lý do mà khi chúng ta thật sự ngợi khen Chúa, Chúa liền ngự trên những tiếng hát ngợi khen đó, và sự hiện diện của Ngài dày đặc đến độ cả hội chúng đều có thể cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Chúng ta thờ phượng Chúa mà Chúa đến nhận sự thờ phượng của chúng ta mới đúng là thỏa lòng ước mơ của chúng ta, phải không chị em? Đừng thỏa lòng nữa, bởi vì chúng ta hát, chúng ta đi thờ phượng mà chúng ta không thấy được dấu hiệu của sự hiện diện hiển lộ của Chúa. Xin Chúa ban phước để chúng ta tấn tới ở trong ơn của Chúa. Thi Thiên 84 câu số 2, linh hồn tôi mong ước đến nỗi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va. Ao ước, ông mong ước đến nỗi hao mòn, tức là ông không thể nào chờ nổi để được bước vào trong hành lang của Chúa
được bước vào ở trong sự thờ phượng. Như vậy sự thờ phượng được mô tả tại đây không thể là uể oải thờ phượng Chúa một cách lấy lệ được. Và điều này cứ gia tăng, chúng ta có thể hình dung được. Ông chờ đợi những ngày, những giờ mà chưa có cơ hội để cùng với đoàn dân ngợi khen thờ phượng Chúa. Với sự hướng dẫn và giúp đỡ của các thầy tế lễ, người ta đổi tiếng hát. Những kẻ ca hát rước sự hiện diện của Chúa vào ở trong buổi thờ phượng. Và cả hội chúng đều có cơ hội để có thể kinh nghiệm, chiêm ngưỡng sự hiện diện của Chúa. Tôi nhớ trong đình tạm, thì trong sự hiện diện của Chúa tại nơi chí thánh, chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm bởi huyết của con sinh tế mỗi năm. Ông ôm cái chậu huyết này đi vào trong nơi chí thánh, dâng lên cho Đức Chúa Trời. Mỗi năm một lần. Nhưng mà David khám phá ra được một điều, đó là ông cũng như dân sự của ông có thể kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa qua đền tạm của David đó. Và Chúa đã bày tỏ sự hiện diện của Ngài một cách hiển lộ trong một thời gian dài trong cuộc đời của vua David. Cảm ơn Chúa. Hôm nay chúng ta được đặc ân trong thời kỳ ân điển hội thánh của Chúa, đã được Chúa Giêsu Ngài thanh tẩy tội lỗi của chúng ta. Thân thể của chúng ta bây giờ xứng đáng làm nơi chú ngự. Và chúng ta có thể thờ phượng Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Đừng đánh mất đặc ân này. Đừng bỏ qua cái phước hạnh để dành chỗ cho sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Thứ ba, chúng ta thấy sự kêu la của thân thể của David. Thi Thiên 84 câu số 2: lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hàng sống. Sự thờ phượng mang đến sự hiện diện của Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta học sống ở trong sự hiện diện của Chúa, dầm thấm ở trong sự hiện diện của Ngài. Ông nói là lòng và thịt của ông kêu la về Đức Chúa Trời hàng sống. Ông khao khát, ông mong đợi sự hiện diện của Chúa. Bây giờ chúng ta từng hồi từng lúc nếm trải được. Thì Chúa bày tỏ sự hiện diện của Ngài và chúng ta được Chúa Ngài rờ chạm đến. Thân thể của chúng ta được tươi mới. Mệt mỏi cất đi. Ốm đau bệnh tật có thể biến mất khi chúng ta ở trong sự thờ phượng mà Chúa bày tỏ sự hiện diện của Ngài để đón nhận. Đó là điều mà hội thánh của Chúa chúng ta trải nghiệm được từng hồi từng lúc, phải không chị em? Có những người nói rằng ở tại nhà buổi sáng đó cho đến trưa có thể thân thể mệt mỏi, nhưng mà khi đến nhà Chúa trong lúc hát ngợi khen thì thân thể thấy khỏe ra, được phục hồi ở trong sự hiện diện của Chúa. Và làm cho David tại đây ông nói như là thân thể của ông nhớ đến những cái cảm giác đó, thân thể của ông mong mỏi. Lòng và thịt của tôi kêu la về Đức Chúa Trời hàng sống. Cảm ơn Chúa. Không ai trong chúng ta có thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Chúa là điều tối quan trọng ở trong đời sống của chúng ta. Vì trong sự hiện diện của Chúa, phước hạnh, quyền năng, tất cả những gì mà chúng ta cần, chúng ta có thể hưởng được khi chúng ta được ở trong sự hiện diện của Chúa. Mặc dù trong một cái phương diện thì sự hiện diện của Chúa luôn ở cùng con cái của Ngài, như chúng ta đã xây dựng trong tuần rồi, chúng ta nhắc lại. Nhưng ta thấy rằng chúng ta phải luôn khao khát sự hiện diện hiển lộ của Chúa. Vì cái Thánh mô tả cho chúng ta có những chỗ, những giây phút mà sự hiện diện của Chúa tỏ ra đến độ người ta có thể kinh nghiệm được. Nãy chúng ta có nhắc đến 120 thầy tế lễ. Khi sự vinh quang của Chúa đầy rẫy đền thờ, thì họ ngã ra trong sự hiện diện của Chúa. Ngày xưa khi đọc cái câu đó thì bị chưa kinh nghiệm, nên tôi cứ hình dung là sự hiện diện của Chúa mạnh mẽ dày đặc như vậy khiến cho các thầy tế lễ bỏ chạy. Nhưng cái chữ không đứng nổi trong sự hiện diện của Chúa đó, bây giờ chúng ta hiểu. BBC Houston chúng ta được cái đặc ân, chúng ta hiểu. Vì có những giây phút sự hiện diện của Chúa dày đặc, chúng ta không đứng nổi trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta ngã ra trong sự hiện diện của Ngài.
Và đó chính là điều làm cho chúng ta kinh nghiệm được phước hạnh. Mỗi lần được sự thăm viếng của Chúa như vậy, phước hạnh vô cùng. Nhà tôi cũng kể lại, lần đầu tiên được ngã ra trong sự hiện diện của Chúa, bao nhiêu những cái gánh nặng, những cái khó khăn, những cái buồn phiền, nó biến mất. Các anh chị em đã kinh nghiệm cũng đã chia sẻ, và cá nhân tôi cũng kinh nghiệm. Trong sự hiện diện của Chúa, khi chúng ta được sự hiện diện của Chúa, sự hiện diện hiển lộ của Ngài, thể hiện rời chạm đến, thân thể của chúng ta kinh nghiệm được sự tươi mới. Chúng ta được sự ban phước từ nơi Chúa và sự sống của Ngài lại đổ vào trong thân thể của chúng ta. Đó là lý do mà chúng ta hiểu được tại sao David ông nói rằng thân thể của ông, thịt, lòng và thịt của ông kêu la về Đức Chúa Trời hàng sống. Cảm ơn Chúa. Ai đã nếm trải rồi, chúng ta sẽ nhớ và chúng ta sẽ không bao giờ muốn đánh mất. Mà nếu có mất, có mờ đi, chúng ta sẽ trở lại để tìm cho bằng được. Thì phước hạnh vô cùng khi chúng ta được ở trong sự hiện diện hiển lộ của Chúa như vậy. Cảm ơn Chúa. Mặc dù Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời toàn tại, có mặt ở khắp mọi nơi, như tuần rồi chúng ta đã xây dựng Thi Thiên 139 câu 7, tôi sẽ đi đâu xa thần của Chúa, tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa. Không trốn được, không đi đâu mà ra ngoài hay là trốn khỏi sự hiện diện của Chúa được. Ngài có mặt ở khắp mọi nơi và thấy tất cả mọi sự. Cho nên chúng ta biết chắc rằng mình không bao giờ cô đơn. Chúa hứa, nhất là trong Tân Ước, Ngài không lìa chúng ta, không bỏ chúng ta, Ngài đi cùng chúng ta. Chỉ có một điều duy nhất làm ngăn cách giữa chúng ta với sự hiện diện của Chúa là tội lỗi. Để đó lý do tại sao lời của Chúa cứ bảo chúng ta ăn năn để nhận sự tha thứ từ nơi Chúa, để chúng ta được phục hồi trong ơn của Ngài. Vì Đức Chúa Trời là thành tín, công bình, tha tội chúng ta và làm chúng ta sạch mọi điều gian ác. Và bây giờ chúng ta lại hội đủ điều kiện để Chúa có thể bày tỏ sự hiện diện của Ngài một cách tự do trong thân thể, trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời chẳng những là đấng vô sở bất tại, Ngài còn sống ở trong chúng ta là những người tin Chúa. Và sự hiện diện bên trong của Chúa được ban cho mọi con cái của Ngài. Thì Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 16 nói, anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Anh chị em, đây là điều mà chúng ta, một khi chúng ta nhận biết và hiểu được lẽ thật này, chúng ta mới thấy quý vô cùng. Tôi không thể hình dung được làm sao Thánh Linh của Đức Chúa Trời, đấng đã có mặt từ buổi sáng thế, khi thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt vực. Sáng Thế Ký chương 1 nhắc chúng ta điều đó. Và khi Đức Chúa Trời phán rằng phải có sự sáng, thì Thánh Linh của Chúa là đấng đã khiến sự sáng hiện ra. Ngài là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, đấng vĩ đại đó, quyền năng lớn lao đó, ở trong thân thể của mỗi một chúng ta. Làm sao mà chúng ta không biết sự hiện diện của Chúa? Cho nên khi có những cái tín lý dạy là ngay khi giây phút chúng ta tin Chúa thì chúng ta đã được báp têm trong Đức Thánh Linh, câu hỏi của tôi là có cái bông trái nào, có cái dấu nào để cho biết về việc đó không? Khi thần của Đức Chúa Trời, khi Thánh Linh của Chúa, khi Đức Thánh Linh Ngài ở trong chúng ta, là chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, mà chúng ta không thể thay đổi. Nếu chúng ta không có một sự biến đổi nào trong cuộc đời của chúng ta cần phải hỏi lại. Nếu chúng ta vẫn có thể tiếp tục sống ở trong tội lỗi khi đấng vĩ đại đó đang ở trong chúng ta và thân thể chúng ta là đền thờ của Ngài. Khi mà chúng ta nhận biết được quyền năng sáng tạo đó, quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời đó đã làm cho Đức Chúa sống lại từ cõi chết đang ở trong mỗi một chúng ta. Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Thì không biến đổi mới là điều chúng ta cần phải đánh dấu hỏi. Biến đổi
bước đi trong quyền năng của Chúa, làm những công việc qua khả năng siêu nhiên Chúa Ngài ban cho phải là việc tự nhiên. Và đó là một đặc ân rất lao. Xin Chúa cho để cái sự nhận thức này nó nén chặt ở trong tâm hồn của chúng ta. Chúng ta kính sợ Chúa, chúng ta nhận biết được cái đặc ân chúng ta đang có Thánh Linh của Chúa ngự trong chúng ta và thân thể chúng ta là đền thờ của Chúa. Chúng ta sẽ cư xử và sử dụng đời sống chúng ta khác hơn, khác hoàn toàn. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Mặc dù vậy, sự hiện diện của Chúa ở khắp mọi nơi, sự hiện diện của Chúa ở trong chúng ta. Mà chúng ta muốn kinh nghiệm sự hiện diện đó một cách hiển lộ càng hơn. Như tôi nói, Môi-se kinh nghiệm Chúa quá nhiều, quá lạ so với là những con người khác. Lời của Chúa nói rằng, Đức Chúa Trời Ngài phán với Môi-se thì Ngài phán như một người nói chuyện với bạn hữu của mình, mặt đối mặt. Còn các tiên tri thì Chúa Ngài phán với họ qua các câu đối, những cái riddle đó. Ngày hôm nay thì Chúa Ngài có thể ở trong chúng ta và Ngài có thể mặc lấy quyền phép của Ngài trên chúng ta, khiến cho chúng ta có thể trải nghiệm Chúa mỗi ngày một lớn lao càng hơn. Ở đây cũng là chỗ mà chúng ta cần được nhắc nhở. Khi chúng ta cầu nguyện là Chúa xin cho con kinh nghiệm Chúa nhiều hơn, con được đầy dạy Thánh Linh, thì không có nghĩa là Chúa Ngài cho chúng ta một khối lượng của sự hiện diện của Ngài lớn hơn. Nhưng mà có nghĩa là chúng ta giao hết mọi mặt ở trong đời sống chúng ta để Chúa chiếm hữu chúng ta nhiều hơn hay là trọn vẹn. Chúng ta sẽ trải nghiệm được sự hiện diện của Chúa một cách lớn lao là như vậy. Thân thể David khao khát được rời chạm bởi sự hiện diện hiển lộ của Chúa. Câu hỏi là bạn khao khát sự hiện diện của Chúa đến cỡ nào? Lâu lâu Chúa Ngài ghé qua thăm viếng chúng ta. Nếu đó chỉ là ước mơ là Chúa xin thăm viếng chúng con, Chúa ghé thăm rồi Chúa đi, là chúng ta khao khát sự hiện diện của Ngài hiển lộ ở với chúng ta một cách dài lâu. Chúa Ngài ở trong chúng ta ở trong Ngài. Có một sự hiệp thông, có một sự tương giao, chúng ta trở nên một với Chúa. Đó phải là mục tiêu của đời sống của chúng ta trong ơn của Ngài. Muốn được như vậy, xin Chúa cho chúng ta khao khát đủ. Khao khát đến độ chúng ta làm những công việc liều lĩnh kìa. Dù có bị ngăn trở, dù có bị người ta cản trở, chúng ta vẫn làm những công việc để bày tỏ chúng ta khao khát Chúa. Chúng ta nhớ ông Bartimê không? Lời của Chúa nói rằng ông nghe nói Đức Giê-xu người Nazareth đang đi qua. Thì cái Thánh ghi lại cho chúng ta trong Mác chương 10 câu 47 đó. Bartimê vùng la lên vì đã nghe nói ấy là Đức Giê-xu người Nazareth. Người vùng la lên mà rằng: hỡi Đức Giê-xu con vua David, xin thương xót tôi cùng. Vì ông khao khát quá. Ông muốn kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa, quyền năng của Chúa rờ chạm để nhu cầu của ông được đáp ứng, mù có thể được sáng mắt. Ông khao khát đến độ. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta là người ta cấm, người ta nói với ông là đừng có la lối sầm làm phiền. Ông là lớn hơn nữa. Cảm ơn Chúa. Có lẽ anh chị em đang nghe bài học này, chúng ta đã từng bị người ta rầy. Sao thờ phượng Chúa mà ồn ào như vậy? Sao là phải nhảy múa, phải vỗ tay, phải vân 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 vân. Anh chị em, nếu thật sự chúng ta khao khát Chúa, nghe Chúa ngày đi qua, nhu cầu chúng ta cần, chúng ta sẽ không để bất cứ một điều gì ngăn trở chúng ta. Chúng ta phải nhận cho bằng được. Gương của Bartimê cho chúng ta thấy rằng nó đáp ứng như lời của Chúa. Khi chúng ta tìm kiếm Chúa mà tìm kiếm một cách hết lòng, chúng ta sẽ được Chúa cho chúng ta gặp được Ngài. Cảm ơn Chúa. Hãy như Bartimê, không để cho những người của tôn giáo, không để cho bất cứ một ai ngăn trở, nhưng mà khao khát kêu lên để được sự chú ý của Chúa. Vì Chúa đáp ứng lại với những tấm lòng khao khát, Ngài tưới nước trên những tấm lòng khao khát, những chỗ khô hạn. Ngợi khen Chúa. Người đàn bà của xứ Canaan
Có đứa con gái bị quỷ ám. Ma-thi-ơ chương 15 câu 22 ghi lại như thế này: sẽ có một người đồng bà xứ Can-an từ xứ ấy đến mà kêu lên rằng: lạy Chúa, là con cháu vua David xưng thương xót tôi cùng. Con gái tôi mắc quỷ ám khốn cực lắm. Bà có một nhu cầu. Ba-thi-mê có một nhu cầu. Và họ biết rằng chỉ có Chúa mới có thể đáp ứng được. Ba-thi-mê đã nhận được ánh mắt của mình khi Chúa chữa lành và mắt mù của ông đã sáng. Con gái của người đàn bà này kinh nghiệm được sự tự do, được sự chữa lành. Bởi vì bà cũng như Ba-thi-mê. Ba-thi-mê thì vùng la lên, còn bà thì kêu lên. Cảm ơn Chúa. Bây giờ nhìn lại, khi lúc đầu chúng ta được Chúa nghe thăm viếng và hiểu biết được, chúng ta đã có một sự khao khát lớn, thì sự thờ phượng của chúng ta nhiều khi bị mắng, ồn ào, đinh tai nhức óc. Nhưng mà hãy khen Chúa của chúng ta, chúng ta bày tỏ lòng của chúng ta. Đức Chúa Trời đâu có điếc đâu mà phải la lớn như vậy. Không, Ngài không điếc. Nhưng mà tôi muốn bày tỏ cho Chúa biết tấm lòng tôi khao khát Chúa như thế nào. David nói lòng và thịt của ông khao khát Chúa. Tâm hồn ông khao khát Chúa. Xin Chúa nghe cho để chúng ta cũng thể hiện sự khao khát của chúng ta. Và sự khao khát đó nó phải bày tỏ ra bằng những hành động cụ thể. Câu hỏi của tôi cho anh chị em trong lúc này đó là: bạn cần Chúa đến cỡ nào? Chúng ta đang kêu xin sự hiện diện lâu dài của Chúa và dấu kỳ phép lạ sẽ thực hiện trong sự hiện diện quyền năng của Chúa trước mắt những người chưa tin. Tôi xin Chúa nghe làm việc. Hội thánh của Chúa chúng ta đang ở trong những giây phút mà Chúa cho một tiên tri cận đại có tầm cỡ quốc tế. Ông đã được Chúa nghe bày tỏ rằng thành phố Houston, nơi chúng ta đang sinh sống, nơi VBC Houston đang tọa lạc, sẽ kinh nghiệm những sự vận hành của Chúa một cách lớn lao, sự phục hưng đến. Một điều tuyệt vời nữa, đó là Chúa sẽ làm qua người Việt Nam. Và tối thứ Sáu vừa qua, chúng tôi nghe thêm một chi tiết nữa, rất là quan trọng. Đó là Đức Chúa Trời, Ngài đang lượng giá chúng ta. Những người trên thành phố Houston này, hội thánh của Chúa trên thành phố Houston này. Để Ngài xem chúng ta đã quản lý các thứ ơn của Chúa, đời sống của chúng ta như thế nào. Muốn được nhiều hơn, muốn kinh nghiệm quyền năng của Chúa lớn hơn, Chúa đặt câu hỏi, chúng ta có trung tín với những gì chúng ta đã được cho, được ban cho chưa? Vì nguyên tắc của nước trời luôn luôn là trung tín trong việc nhỏ thì sẽ được giao cho những việc lớn hơn. Tôi tin rằng mức độ của quyền năng, sự sức giàu, thẩm quyền sẽ gia tăng một cách lớn lao khi Chúa Ngài nhìn thấy chúng ta là người trung tín, quản lý những gì Chúa Ngài ban cho và chúng ta làm lợi nó ra. Xin Chúa cho để chúng ta sẽ bày tỏ lòng khao khát của chúng ta đến mức độ chúng ta sẽ cùng nhau thưa với Chúa rằng: chúng con khao khát Ngài hơn cả những bữa ăn. Khi chúng ta cùng nhau hạ mình kiêng ăn cầu nguyện, Chúa Ngài sẽ đáp ứng lại trong ơn của Ngài, trong phước hạnh của Chúa. Vì sự kiêng ăn mà Chúa Ngài đẹp lòng, Ngài sẽ ban cho chúng ta thẩm quyền để chúng ta mở trói, mở xiềng hung ác, chúng ta giúp đỡ cho những người cần được sự giúp đỡ. Chúng ta được Chúa Ngài làm cho đời sống của chúng ta tràn đầy sự vinh hiển của sự hiện diện của Ngài. Từ những giây phút tối của chúng ta vẫn là sáng như ban ngày. Chúng ta sẽ như vườn năng tưới, như suối nước không hề khô. Chúng ta kêu cầu Chúa liền ứng và phán rằng: có ta đây. Sự vinh hiển của Chúa, sự hiện diện của Ngài sẽ bao quanh chúng ta. Đó là điều mà lời của Chúa hứa trong Ê-sai 58. Xin Chúa cho để lòng khao khát của chúng ta cứ gia tăng lên. Hãy làm những con người dành chỗ cho sự hiện diện của Chúa, anh chị em yêu. Thứ tư, chúng ta thấy David mong ước được vào một nơi đặc biệt. Và nhớ rằng trong giai đoạn này thì rương giao ước được để ở bên ngoài, ở trong đền tạm của David. Người ta có thể đi thờ phượng và thấy rương giao ước. David là người quan sát thế giới của loài chim, thì
Ông có những cái sự so sánh rất là lạ, rất đặc biệt ở tại đây. Trong Chi Thiên 124 câu số 7. Linh hồn chúng ta thoát khỏi như chim thoát khỏi rập kẻ đánh chim. Rập đã đứt, chúng ta bèn thoát khỏi. Ông ví linh hồn của chúng ta, của Thi Thiên 124 này, như con chim thoát khỏi bẫy rập của kẻ đánh chim. Thi Thiên 55 câu 6, tôi có nói, ôi, chớ chi tôi có cánh như bồ câu. Ông đem đến sự so sánh giữa cái thế giới của loài chim đó. Và bây giờ chúng ta xem điều mà ông nói đến ở trong Thi Thiên 84 mà chúng ta đang theo học tại đây. David quan sát chim én. Ông thấy nó làm ổ. Cái nơi nó làm ổ. Và ông muốn được như con chim én. Thi Thiên 84 câu số 3, hỏi Đức Giê-hô-va vạn quân là vua tôi, là Đức Chúa Trời tôi. Con chim sẻ đã tìm được một nơi ở. Và chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó, tức là bàn thờ của Chúa. Wow! Bàn thờ là nơi gặp gỡ Chúa, là chỗ của giao ước, là chỗ của cứu chuộc, là chỗ của ân sủng, là chỗ của lửa. Và nhớ rằng không ai ngoài thầy tế lễ thượng phẩm được đến gần rương giao ước. David khao khát được đến gần bàn thờ, đến gần sự hiện diện của Chúa. Ông thật là một phần tử trong thành phần của những con người của sự hiện diện. Ông nói trong số câu 4, Thi Thiên 84 câu số 4, phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Ông biết các thầy tế lễ được phước bởi vì họ được ở trong nhà của Chúa để dâng lên sự ngợi khen. Chúng ta ngày nay là thầy tế lễ, là vua, là công việc của chúng ta mà Chúa cho, đó là hãy hằng dâng của lễ của sự ngợi khen vinh hiển Chúa. Chúng ta để ý tới đây, David so sánh chim én làm gì bàn thờ. Vì chim én tìm được một ổ đặng đẻ con của nó. Anh chị em nhớ, khi chúng ta được ở trong sự hiện diện hiển lộ của Chúa thì nhiều việc sẽ xảy ra. Chúa sẽ sinh sản ở trong chúng ta những giấc mơ, những khải tượng, những mục đích, những sự khao khát, những hướng đi cho chúng ta. Đó là lý do tại sao hội thánh nào có sự hiện diện của Chúa đó, thì chúng ta thấy rằng có rất là nhiều giấc mơ, có nhiều khải tượng cho công việc của Chúa. Còn chỗ nào không có sự hiện diện của Chúa thì sinh hoạt nó cứ quần đi quần lại những chuyện. Chúng ta làm theo mùa, hàng năm chúng ta đi qua. Anh chị em, nếu cái chuyến xe của hội thánh mà đã đi rồi, đã rời bến rồi mà chúng ta không lên kịp, đừng lo. Đứng yên một chỗ đó, một đúng một năm sau, chuyến xe của hội thánh sẽ trở lại. Bởi vì không có gì khác. Nhưng mà hội thánh được đầy ơn và sự hiện diện của Chúa, anh chị em, Chúa sẽ dắt chúng ta đi trong sự dẫn dắt của Chúa. Chúng ta phiêu lưu với Đức Chúa Trời, chúng ta được Chúa ngài dẫn chúng ta đi ở trong ơn của Chúa, trong sự hiện diện của ngài. Bởi những giấc mơ, khải tượng, mục đích mà Chúa ngài ban cho. Cảm ơn Chúa. Có hướng đi một cách rất là rõ ràng. Một điểm khác nữa, anh chị em để ý trên đây. Con cái chúng ta cần được ở gần bàn thờ của Chúa. Con chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó. Là bức ảnh mà xin Chúa cho để chúng ta nhận thấy trong đời sống của chúng ta. Xin Chúa cho hết thảy chúng ta là những người chủ gia đình, là cha mẹ. Những người sẽ lập gia đình ở trong tương lai. Hãy ước mơ như David, tìm được ở trong sự hiện diện của Chúa một cái chỗ để sanh con của mình. Như chim én tìm được một cái ổ đặng đẻ con của nó. Anh chị em nhớ, không có gì tốt đẹp cho bằng chúng ta trưởng dưỡng con cái chúng ta trong sự hiện diện của Chúa. Đây là đặc ân, đây là phước hạnh mà chúng ta có thể có được. Và Đức Chúa Trời ngày hứa, ngày sầm ơn đến ngàn đời cho những người kính sợ Chúa, những người hầu việc ngài. Ở trong hoàn cảnh ở tại đây, chúng ta thấy như con chim én tìm được một ổ đặng đẻ con của nó. Ngày hôm nay, chúng ta có thể tìm được một cái chỗ trong sự hiện diện của Chúa mà chúng ta sanh đẻ con cái chúng ta. Chúng ta thường nhấn mạnh
ở trong đời sống lo cho con cái của chúng ta những thứ nó có tính cách thứ yếu, mặc dù nó rất là quan trọng. Chúng ta muốn cho nó đi học trường nào, nó sinh hoạt và có những cái sinh hoạt nào nó có trong đời sống thể thao, học vấn, những cái ước mơ, cũng như là chúng ta muốn nó luyện tập được những khả năng mà anh chị em yêu dấu ở trong sự hiện diện của Chúa. Những điều đó cũng sẽ được Chúa Ngài ban cho mà ban lớn hơn. Mà chúng ta được cả Chúa, mà con cái của chúng ta cũng có thể được phước theo. Cho nên xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta nhớ điều này. Trẻ em cần được khuyến khích, cần được giúp đỡ, cần được làm gương để sống trong sự hiện diện của Chúa, để thích đến nhà Chúa. Cảm ơn Chúa. Trong gia đình của chúng tôi hiện tại có những người cháu, và đặc biệt là cháu Austin. Lạ lắm. Sáng Chủ nhật, khi Khánh Trang, mẹ của cháu, phải đến nhà thờ để tập dượt, để chuẩn bị hướng dẫn người khen thờ phượng. Và nhiều lần nói với con trai của mình Austin, con ở nhà ngủ thêm một chút, rồi con lên nhà thờ với ba, với các em. Cháu không chịu. Khi những thành viên khác ở trong gia đình của chúng tôi cũng nhắc và khích lệ cháu, con không cần phải đi sớm như vậy. Nó nói không, con muốn đến nhà Chúa. Rồi những thứ sáu sinh hoạt của một vụ của các student, các học sinh ở trong hội thánh, một sư Sam hướng dẫn, Austin cũng không muốn thiếu một ngày nào. Cảm ơn Chúa. Và chúng tôi ước mơ cầu nguyện cho tất cả con cháu của mình phải được như vậy. Vì David, ông đã làm gương. Lời của Chúa trong Thi Thiên 84 này đã làm gương cho chúng ta. Chúng ta phải sống như thế nào để cái sự khao khát của chúng ta được ở trong sự hiện diện của Chúa, ở tại nhà, trong đời sống tỉnh nguyện cá nhân, cũng như trong sự thờ phượng sinh hoạt với hội thánh, là điều mà nó thu hút con cháu của chúng ta, nó muốn bắt chước chúng ta. Và đây là điều cần vô cùng. Khi chúng ta gieo những hạt giống tốt này vào trong đời sống của con cái của chúng ta, thì Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi sẽ gặt lấy giống nấy. Trong mọi mặt, luôn cả ở trong tấm lòng khao khát dành chỗ cho sự hiện diện của Chúa, và khao khát muốn được ở trong sự hiện diện của Chúa, cũng sẽ cùng một nguyên tắc này. Chúng ta phải gieo, chúng ta phải khuyến khích, chúng ta phải giúp đỡ, và cho đến chừng con cháu của chúng ta yêu thích sự hiện diện và sinh hoạt với cộng đồng niềm tin, với sự ngợi khen thờ phượng Chúa, lúc bây giờ chúng ta biết rằng sẽ có một mùa thu hoạch tốt mà chúng ta sẽ gặt được trong đời sống của các cháu. Cho nên tôi thách thức hội thánh trong quyết tâm mang con cái đến gần Chúa ở trong sự thờ phượng. Xin Chúa Ngài cho để chúng ta nắm bắt được điều này. Nếu suốt tuần, suốt năm chúng ta gieo những loại giống xấu mà chúng ta mong đợi mình sẽ thu hoạch những điều tốt đẹp, thì chúng ta khinh dễ Đức Chúa Trời đó. Xin Chúa cho để chúng ta biết gieo những điều tốt. Thứ năm, kinh nghiệm quyền năng từ sự hiện diện của Chúa. Mặc dù sự hiện diện của Chúa luôn ở với chúng ta, nhưng cũng rất là rõ ràng của những thời điểm sự hiện diện của Ngài được hiển lộ một cách rõ ràng, và chúng ta kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa một cách lớn lao. Sự hiện diện hiển lộ của Chúa là điều mang đến quyền năng. Sách Tiên tri Habacuc chương 3 câu số 4 chép như thế này: sự chói rạng của Ngài như ánh sáng, những tia sáng ra từ Ngài, quyền năng Ngài giấu ở trong nơi đó. Nếu chúng ta muốn kinh nghiệm được quyền năng của Chúa, kinh nghiệm được sự vinh quang mà Chúa Ngài muốn chúng ta được, Chúa Ngài dấy chúng ta lên, thì chúng ta phải tìm vào trong sự hiện diện của Chúa. Chúng ta nhớ Ê-sai 61 mà chúng ta được nhắc nhở: hãy vùng dậy và tỏa sáng, vì ánh sáng của chúng ta đã đến và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên chúng ta. Làm sao để vinh quang của Chúa và ánh sáng có thể đến với chúng ta? Habacuc chương 3 câu 4 này cho chúng ta thấy cái chìa khóa đó: sự chói rạng của Ngài như ánh sáng, những tia sáng ra từ Ngài, quyền năng Ngài giấu ở trong nơi đó, ở trong sự hiện diện của Chúa. Ngài giấu tất cả những điều này. Và khi chúng ta được ở trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta sẽ nhận được những điều này trong đời sống của chúng ta.
phần số 6, tiếp rước sự hiện diện của Chúa. Câu hỏi với chúng ta đặt ra làm thế nào để mang sự hiện diện của Chúa đến với chúng ta? Câu trả lời là Chúa bày tỏ chính mình Ngài cho những ai tha thiết tìm kiếm Ngài. Chúng ta đến với Phục Truyền chương 4 câu 29, một lời hứa từ nơi lời của Chúa. Ở đó, ngươi sẽ tìm cầu Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Và khi nào hết lòng hết ý tìm cầu Ngài thì mới gặp. Khi nào? Cảm ơn Chúa. Hết lòng hết ý tìm cầu Ngài thì mới gặp được. Cảm ơn Chúa. Ở đó, cái địa điểm, cái thời điểm đó, ngươi sẽ tìm cầu Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Và khi nào hết lòng hết ý tìm cầu Ngài thì mới gặp được. Như vậy cho chúng ta thấy rằng chúng ta không thể tìm Chúa một cách sơ sài. Chuyện chúng ta nói mình tìm kiếm Chúa, đi thờ phượng Chúa là chuyện thứ yếu, chứ không phải là việc quan trọng hàng đầu trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ gặp trở ngại. Cách để chúng ta có thể đến với sự hiện diện của Chúa, một trong những đường lối lớn, đó là qua sự ngợi khen và thờ phượng. Qua sự ngợi khen và thờ phượng, bằng cách đặt mình trước Chúa ở trong sự hiện diện của Ngài, trong sự yêu mến Chúa một cách hết lòng, dành chỗ cho Chúa và tập trung vào Ngài, tăng cường sự nhận biết về sự hiện diện của Chúa trong đời sống của chúng ta. Nhận biết sự hiện diện của Chúa. Thì tôi nói khi cái lỗ tai của chúng ta để ở ngoài cửa, khi chúng ta có hẹn sẽ có khách đến nhà, dù chúng ta đang ở trong nhà với tất cả mọi người, tiếng có thể ồn ào, nhưng mà khi người khách đó đến, chúng ta biết liền là bởi vì lỗ tai chúng ta để bên ngoài. Chúng ta nghe tiếng xe lạ, chúng ta nghe xe dừng lại, rồi nghe cửa mở rồi cửa đóng, thì chúng ta biết rằng người khách đó đã đến. Tôi kinh nghiệm điều đó khi mong chờ những người khách đến thăm chúng tôi, hay là các con trở về nhà của ba mẹ ở trong ngày của gia đình vào ngày thứ hai. Tôi có thể nghe tiếng xe, tôi có thể nghe cái cách mà các cháu đến. Mỗi đứa có một cái cách vào nhà của chúng tôi khác nhau. Vợ chồng của Khánh Trang thì chồng của Khánh Trang là sử dụng cái chìa khóa mà chúng tôi cho tất cả các con đều có một cái chìa khóa cửa trước nhà của chúng tôi. Thì chỉ có chỗ khóa. Các cháu khác thì nghĩ ba mẹ ở nhà trong ngày thứ hai, mình có những cái cách khác để mình vào nhà. Michael thì luôn luôn là bấm chuông. Pa chồng của Khánh An cũng là luôn luôn là bấm chuông. Nhưng mục sư Sam thì khác. Đi cửa nhà xe, sử dụng mật mã, đi cửa từ nhà xe đi vào trong nhà. Mỗi cháu đến nhà của chúng tôi có một cách khác nhau. Và khi tôi ngồi trong nhà, hôm thứ hai vừa rồi, cô anh em đến giúp cho chúng tôi sửa cái hệ thống khóa nước đang ở trong phòng tắm. Và khi nghe từng cháu đến, chúng tôi nói, đó, một sư Sam đó, đó, Michael đó, đó là chồng của Khánh Trang đó. Tại sao? Bởi lỗ tai tôi để ngoài cửa. Anh chị em, Chúa Ngài cũng sẽ rất vui khi lỗ tai chúng ta để ngoài cửa. Chúng ta trông đợi, chúng ta khao khát Chúa đến với chúng ta, để chúng vì chúng ta dành chỗ cho sự hiện diện của Ngài. Khi chúng ta hết lòng ngợi khen thờ phượng Chúa, xây dựng một chiếc ngôi của sự ngợi khen, đáp ứng với lời của Chúa đã báo Ngài là Đấng Thánh ngự giữa tiếng hát ngợi khen của Israel. Và khi chúng ta xây dựng một chiếc ngôi ngợi khen thờ phượng Chúa mà thờ phượng thật, chúng ta có thể mong đợi và biết Chúa đến và chúng ta hoan nghênh sự hiện diện của Ngài. Cảm ơn Chúa. Hãy luôn luôn ở trong tinh thần thờ phượng, ngợi khen Chúa. Chúa rất thích đến để đáp ứng sự ngợi khen của chúng ta. Trong dịp khác chúng tôi sẽ chia sẻ anh chị em sự khác biệt giữa cầu nguyện và ngợi khen. Mỗi cái có một cái sức mạnh của nó. Cảm ơn Chúa. Và cuối cùng là qua việc liên tục ở trong lời của Chúa. Chúa Giê-xu phán, nếu các ngươi cứ ở trong ta và lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Bởi vì chúng ta luôn ở trong lời của Ngài
chúng ta sẽ xin theo ý của Ngài. Và Chúa nghe bảo chúng ta tại đây cái chữ nếu tại đây cho chúng ta thấy rằng giả định hay là một cái điều kiện. Nếu các ngươi cứ ở trong ta và lời ta ở trong các ngươi. Như vậy ở trong lời của Chúa, liên tục ở trong lời của Chúa, chúng ta có thể kinh nghiệm được sự hiện diện của Ngài luôn ở với chúng ta. Cảm ơn Chúa. Vì Chúa Giêsu chính là lời. Ngài đã tự giới thiệu, ta là đường đi, chân lý và sự sống. Ta là đường đi, là lời và sự sống. Chân lý là một thân vị. Lời là một thân vị. Ngài là Logos. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Như vậy anh chị em cứ ở trong lời của Ngài sẽ luôn mang đến sự hiện diện hiển lộ của Chúa cho đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Đó là cách mà David đã khao khát sự hiện diện của Chúa. Và Chúa đã ban phước để ông là người kinh nghiệm được một cái đặc ân được Chúa kể là người vừa lòng Chúa. Trong tiếng Anh thì là một cái người luôn đeo đuổi tấm lòng của Chúa, the man after God's heart. Ông đeo đuổi tấm lòng của Chúa. Ông khao khát sự hiện diện của Chúa. Chúa đã ban phước trên ông. Ông có những bất toàn, ông có những cái không đúng của ông. Nên chúng ta để ý đến luôn cả trong việc Chúa cho ông có sự lựa chọn. Vì cái tội của ông là đã kiểm tra dân số, mà Chúa nghe căn dặn không làm cái việc đó. Vì e rằng lòng của các vua, của tiện nhân của Chúa đó, thì họ sẽ rơi vào trong cái tình trạng là họ ỷ lại vào trong quân của mình đông đảo, xe ngựa của mình đông, thì mình sẽ nhờ cậy vào con người quân đội, xe cộ của mình, chiến xa của mình. David không vâng lời, ông kiểm tra dân số, quân đội của ông, và Chúa ngài phạt ông. Và Chúa cho ông có một sự lựa chọn. Một là Chúa ngài sẽ sửa phạt ông cách trực tiếp, hay là kẻ thù sẽ sửa phạt ông. Ông nói rằng con chọn Chúa phạt con. Thì ông biết là Chúa ngài yêu thương và nhân từ, giao trong tay kẻ thù nó có thể tiêu diệt ông. Rồi Chúa thì ngài kỷ luật, ngài dạy dỗ. Và điều tuyệt vời là David được Chúa ngài ban phước một cách rất đặc biệt là ngôi của ông sẽ không bao giờ qua đi. Ông trở nên một vị vua mà khi Đức Chúa Trời nhập thể làm người trong Đức Chúa Giêsu Christ thì ngài cũng chọn sống trên đất này theo dòng dõi của vua David. Cảm ơn Chúa. Một con người cùng tấm lòng vừa lòng Chúa, khao khát sự hiện diện của ngài. Ông nhìn thấy con chim én tìm được một cái chỗ để làm ổ của nó là ở trong sự hiện diện của Chúa. Có tính cách là ông so sánh, ông so bì với con chim én. Nó như vậy. Chúa ngài đã đáp ứng lại. Ôi anh chị em, giống ngài xin Chúa ngài cho đi những chi tiết của sự khao khát, sự hiện diện của Chúa. David sẽ khích lệ chúng ta. Xin Chúa ngài cho đi trong những ngày này. Chúa ngài nhìn xuống ngài thấy đa số, nếu không nói là tất cả, anh chị em trong VBC Hiếu Sinh của chúng ta sẽ bày tỏ cho Chúa, chúng ta khao khát được ở trong sự hiện diện của Chúa đến chừng nào. Và tôi tin rằng khi Chúa ngài nhìn thấy và ngài đáp ứng lại thì thật đặc ân mà Chúa ngài cho chúng ta sẽ thành hiện thực. Cảm ơn Chúa. Anh chị em được phước không? Mình xin Chúa ngài ban ơn để chúng ta hết thảy sẽ là những con người của sự hiện diện. Để có Chúa chúng ta có tất cả. Ở trong sự hiện diện của ngài có phước hạnh vô cùng. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban ơn trên chúng ta. Tôi muốn được cầu nguyện cho anh chị em ở trong thời giờ này. Xin mời các anh chị em cùng hướng lòng về Chúa và chúng ta cầu nguyện. Cháu dấu chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa vì gương của những con người mà chúng con đã học. Obed-Edom không thỏa lòng với những phước hạnh ông nhận được, nhưng tiếp tục đi theo rương giáo ước để được phục vụ, được ở trong nhà của Chúa. Bởi vì vậy mà Chúa đã làm cho các con của ông, rồi hậu tự của ông, cháu của ông, tất cả đều trở nên những người hùng mạnh, được Chúa ngài ban phước, được Chúa ngài sử dụng. Cảm ơn Chúa. Vì gương của Môi-se và tối hôm nay, gương của vua David,
Chúa ơi, con cầu nguyện cho hết thảy anh chị em chúng con, thì chúng con sẽ khao khát, chúng con sẽ quyết tâm dành chỗ cho sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời của chúng con, trong gia đình của chúng con. Và chúng con sẽ như con chim én mà David đã thấy, tìm được một chỗ trong sự hiện diện của Chúa để làm ổ sanh con nó. Chúng con ban ơn để chẳng những chúng con mà con cháu của chúng con cũng sẽ được khuyến khích, được giúp đỡ, được dẫn dắt ngoài cuộc đời của chúng con, để chúng cũng yêu mến sự hiện diện của Ngài và dành chỗ cho sự hiện diện của Chúa trong đời sống của các cháu. Dù còn tại nhà với chúng con hay đi học ở xa, thì chúng con biết rằng con cái của chúng con sẽ được an toàn, sẽ được Chúa Ngài ban phước, vì chúng khao khát sự hiện diện của Ngài và sẽ gặp được. Dù xa gia đình, xa hội thánh, nhưng chúng vẫn đứng vững ở trong ơn của Ngài. Và Chúa xin ban ơn để con cái chúng con ở trong nhà, vì tuổi còn thơ hay là đang tuổi của thiếu niên, xin Chúa cho chúng con tiếp tục gieo những hạt giống tốt và trong mảnh đất của cuộc đời của các cháu, để chúng con sẽ thấy một mùa thu hoạch đầy phước hạnh ở trong ơn của Ngài. Để một ngày chúng con cùng với gia đình của chúng con sẽ đứng lên trước mặt Chúa và công bố như Giô-suê đã công bố: các anh chọn thờ phượng ai thì tôi ý, nhưng tôi và gia đình của tôi đã quyết tâm, đã chọn sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Để chúng con thấy phước hạnh của Ngài tuôn tràn trên cuộc đời của mỗi anh chị em chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Thánh Linh ơi, xin giúp đỡ cho chúng con, để bởi quyền năng ơn của Ngài, chúng con có thể trở nên những con người đẹp lòng Chúa, những con người đeo đuổi tấm lòng của Ngài. Rồi Chúa Ngài ban phước, được Chúa Ngài ban ơn sử dụng chúng con cho vinh quang của Chúa. Cảm ơn Chúa vì lời hứa của Ngài, Ngài sẽ phục hồi đền tạm của David. Xin phục hồi điều đó trên mỗi cuộc đời của chúng con, trên gia đình của chúng con và trên hội thánh của Ngài. Thế rồi những người còn sót lại của Edom, muôn dân muôn nước, vô số người sẽ được cứu, được chuyển vào vương quốc của Ngài. Vì Chúa Ngài có thể chọn một dân dân cho danh của Ngài qua đời sống của những con người khao khát yêu mến sự hiện diện của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Tạng Chúa với con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Và xin Chúa Ngài ban ơn để những ngày này chúng ta sẽ khao khát càng hơn. Xin Chúa Ngài cho chúng ta sẽ được thỏa lòng khi sự hiện diện hiển lộ của Chúa bày tỏ ra cho hết thảy chúng ta. Muốn thật hết lòng. Chúa ban phước cho anh chị em. Shalom. Gặp lại anh chị em trong những buổi học kinh thánh kế tiếp của chúng ta. Amen. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.